Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cũng vừa tiến hành tống đạt các quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với 3 bị can về hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại xí nghiệp thủy lợi Đô Lương thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thủy lợi Bắc Nghệ An. Các đối tượng bị tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra gồm có Hồ Đình Minh, trú tại xã Lưu Sơn, huyện Đô Lương, giám đốc xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; Thái Thị Vinh, trú tại xã Thịnh Sơn, huyện Đô Lương, kế toán xí nghiệp thủy lợi Đô Lương; và Hoàng Hữu Sơn, trú tại xã Đà Sơn, huyện Đô Lương, giám đốc công ty cổ phần xây dựng thủy lợi Đô Lương. Phòng Cảnh sát Kinh tế đã xác định, từ năm 2016 đến năm 2019, lợi dụng nhiệm vụ quyền hạn được giao, các đối tượng đã thông đồng lập khống các hợp đồng thi công 116 hạng mục nạo vét kênh mương và sửa chữa công trình để nhằm mục đích quyết toán, rút tiền về cho xí nghiệp để chi nhiều khoản trái quy định, gây thiệt hại cho nhà nước số tiền gần 3,5 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế đang tiếp tục tiến hành hoàn tất thủ tục điều tra và xử lý theo quy định.